Thảm họa trang phục dân tộc tại cuộc thi quốc tế đến người mặc có khi chẳng muốn ngắm lại. Đó là những trường hợp hy hữu trên sân khấu cuộc thi nhan sắc quốc tế, và cũng thật trùng hợp với hầu hết các thiết kế đó đều bị liệt vào danh sách trang phục dân tộc thảm họa nhất trong lịch sử. So với châu Á, châu Mỹ, các nước khu vực châu Âu luôn bị đánh giá kém cỏi trong khâu chuẩn bị trang phục dân tộc ở đấu trường nhan sắc quốc tế, vốn là khu vực không xem nặng các cuộc thi hoa hậu, nên tình trạng đầu tư cho phần thi trang phục dân tộc là điều khá dễ hiểu. Trên trang sân khấu Miss Universe, trong những năm qua đã chứng kiến không ít các trường hợp chỉ cưỡi ngựa xem hoa trong phần thi được xem là thượng tôn tinh thần dân tộc. Phần lớn trong số đó nó đến từ các đại diện châu Âu. Năm 2016, fan sắc đẹp khá bất ngờ trước việc hoa hậu Thụy Điển đã xài cùng một chiếc váy cho hai phần trình diễn trang phục dân tộc và trang phục dạ hội. Có ý kiến cho rằng vì ngày nay các nước châu Âu chẳng còn quan tâm đến các cuộc thi nhan sắc, nên tài trợ hạn hẹp buộc hoa hậu Thụy Điển phải dùng chiến lược 2 trong 1. Cũng có người đoán rằng có thể cuộc sự cố phục của mình, hoa hậu Thụy Điển đã diện bộ trang phục trong phần thi dạ hội tới 2 lần, và ngay sau đó cũng chính bộ trang phục trên cố lại diện trong phần thi trang phục dân tộc để đánh lạc hướng thị giác. Cô phụ họa thêm chi tiết lớp áo voan mỏng trên ngực và cầm thêm một con ngựa làm bằng thùng giấy. Nếu để ý thì những năm gần đây, trang phục dân tộc lẫn trang phục dạ hội của các hoa hậu Thụy Điển thường ít đầu tư, nếu như không nói là tệ, là xấu. Cá biệt còn có trường hợp sử dụng một mẫu thiết kế cho 2 năm liên tiếp. Ở cùng một cuộc thi, đó là trường hợp của hai đại diện là Đan Mạch ở hai kỳ Miss Universe 2007 và 2008. Hoa hậu Đan Mạch với bộ trang phục dân tộc lấy cảm hứng từ nàng tiên cá trên sân khấu Miss Universe 2007 diễn ra ở Mexico. Mẫu thiết kế trông khá sơ sài, nghèo ý tưởng. Một năm sau đó, trên sân khấu Miss Universe 2008 ở Việt Nam, bộ trang phục thảm họa tiếp tục tra tấn người nhìn. Có mỗi ý tưởng chuyện nàng tiên cá của nhà văn người Đan Mạch Andersen, nhưng lại được các người đẹp xài đi xài lại trên mẫu các trang phục dân tộc ở sân khấu quốc tế. Tương tự, hoa hậu Thổ Nhĩ Kỳ trên sân khấu Miss Universe 2015 với bộ trang phục dân tộc lấy cảm hứng từ công trình kiến trúc của nước này, bộ cánh bị đánh giá là nhạt nhẽo nhất mùa giải năm đó. Một năm sau đó, trên đất Philippines, một đại diện khác của Thổ Nhĩ Kỳ lại remake lại bộ trang phục của đại diện năm trước. Kiểu dáng là một, duy chỉ có màu sắc và hình in được remake lại một cách tinh xảo. Thế là đã đánh lừa được thị giác người xem. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.